Xin kính chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui, chuyên mục Ngày Vui Khỏe. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được rất nhiều những băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình liên quan tới câu chuyện khi bị bệnh tiểu đường thì nên chữa theo Tây y hay là Đông y đây. Và để giúp cho quý vị giải đáp được câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên trưởng khoa A9, Viện Y học cổ truyền Quân đội. Lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân đã tới tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đi vào những nội dung chính của chương trình, xin được mời bác sĩ và mời quý vị khán giả cùng theo dõi một tiểu phẩm của chúng tôi. Tên 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 mẹ ơi, hôm nay nhá, con đích thân đi chọn cho mẹ dừa. Mẹ uống nước dừa vào con đảm bảo mẹ da mẹ mịn như da em bé luôn. Đấy, mẹ thấy con này. Này này này, cái con này, con cái nhà mất dạy. Mày có biết là mẹ mày bị bệnh tiểu đường không hả? Mày mua cái này mày cho mẹ uống quá là bằng mày bảo mẹ đi à? Vớ vào mới bảo mẹ mua cho mày thì còn. Không phải thế. Đấy, như người ta nói đúng nhá, chỉ có mẹ mới hiểu con thôi. Úi dồi ôi, mẹ ơi mẹ. Mẹ lại đun thuốc bắc rồi. Con nói mẹ bao lần, bây giờ mẹ yếu rồi mẹ cứ ngồi xong mẹ làm này mẹ còn mệt thêm. Ô hay nhở? Tại sao mà cứ mỗi lần tôi sắc thuốc tôi uống mà chị ngửi thấy cái mùi này là chị khó chịu là thế nào? Mẹ không thương mẹ cái gì cả? Ồ đấy, mẹ lại bảo là con không thương mẹ đi nhá. Con không thương mẹ mà con lại đi mua thuốc về cho mẹ uống. Con không thương mẹ mà con nhờ bạn con ở hẳn bên bển nhá, gửi hẳn thuốc Tây về. Nhưng mà mẹ có thèm uống đâu. Vâng, chị thương tôi. Chị thương tôi mà mỗi cái việc mà tôi nhờ chị đến nhà cái bà Lan cắt cho tôi ít thuốc khi mà chị không đi. Đúng là đẻ con gái chả được cái tích sự gì cả. Mẹ có bao giờ vừa lòng đâu. Con bảo mẹ dùng thuốc Tây thì mẹ không dùng. Xong rồi mẹ cứ tìm vào mấy cái ông thầy lang thầy băm ấy thì làm sao mà con yên tâm cho sức khỏe của mẹ được. Thì tôi có bệnh, tôi phải vái tứ phương. Mà các cụ đã nói rồi, thuốc Đông y bao giờ cũng thế, uống vào là chỉ có khỏe hơn thôi, hiểu chưa? Mẹ ơi, con đồng ý với mẹ là dùng thuốc Đông y rất là tốt. Nhưng vấn đề là mình phải chọn cái loại thuốc nào mà nó được kiểm định rõ ràng nhé. Mà phải được nghiên cứu lâm sàng để chứng minh được tác dụng của nó. Hơn nữa nhá, là phải khẳng định được ấy, là phải trồng ở cái vùng dược liệu mà theo tiêu chuẩn của quốc tế đấy mẹ ạ. Mẹ ơi, bây giờ mẹ nghe con nhá. Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi khám, đến đây bác sĩ tư vấn xong rồi là Đông Tây y kết hợp vào, đảm bảo với mẹ, mẹ vừa ý luôn. Ơ thế nhưng mà Đông Tây y kết hợp có sợ là được tàu hỏa nhập ma không hả con? À, tàu hỏa nhập ma là tàu hỏa thế nào mẹ? Đây người ta gọi là xu hướng mới trong điều trị đấy mẹ ạ. Khi mà Đông Tây kết hợp vào nhá, thì mẹ sẽ đỡ hẳn những cái tác dụng phụ của thuốc Tây này. Mẹ không bị mẩn ngứa này, không bị hạ đường huyết, không bị rối loạn tiêu hóa. Mà lúc đấy con yên tâm là mẹ không bị dùng thuốc linh tinh. Mẹ nghe lời con mai đi khám nhá. Thế hả con? Vâng. Mẹ đồng ý. Mà hay là đi luôn đi. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi chúng ta có thể thấy là bà mẹ và cô con gái thì đang tranh cãi nhau về việc bị tiểu đường thì nên chữa theo Đông y hay là Tây y. Vậy thì bác sĩ đầu tiên có thể giải thích cũng như là phân tích xem là chữa theo Tây y thì chúng ta sẽ có ưu điểm và nhược điểm như thế nào được không ạ? Cái phương pháp điều trị bằng y học hiện đại bây giờ phải nói là nó tiến bộ rất nhiều. Có thể hạn chế được cái tình trạng đường huyết tăng cao vọt nên trong cái trường hợp cấp cứu là rất là nhanh. Vì vậy cho nên khi mà có thể nói là bệnh tiểu đường thì phải xác định là sử dụng các cái thuốc theo phương pháp y học hiện đại là suốt cái quá trình còn lại của mình. Vâng. Tuy nhiên là thuốc y học hiện đại nó ưu điểm như thế nhưng mà nó không giữ được cái ổn định của đường huyết. Khi dùng thì đường huyết có thể xuống, thậm chí là còn hạ đường huyết nếu như chúng ta không kiểm soát được tốt. Nhưng khi ngừng thì nó lại đường huyết lên. Vâng. Đó. Thứ hai là trong quá trình sử dụng lâu dài như thế thì không tránh khỏi được những các cái tác dụng phụ của thuốc. Như vậy là y học hiện đại Tây y thì cũng có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Còn với Đông y thì sao ạ? Vâng, Đông y thì có thể nói là thường là những các cái thảo dược hoặc là chiết xuất từ các cái hoạt chất của thảo dược cho nên là nó an toàn hơn. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể dùng được lâu dài hơn. Đó. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, tức là cái tác dụng hạ
và ổn định đường huyết ấy, thì nó lại chậm chậm từ từ. Cho nên là những các cái trường hợp cấp cứu mà cái đường huyết mà cao như vậy thì cái y học cổ truyền lại có vẻ như là nhược điểm. Như vậy rõ ràng là nếu như tách riêng thì Tây y hay là Đông y thì đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhưng nếu như kết hợp cả hai phương pháp này thì sao ạ? Cái phương châm ngày nay là đối với bệnh nhân bệnh tiểu đường nói riêng cũng như là các cái bệnh khác nói chung ấy, thì là nên kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Trong đây ta đang bàn đến việc tiểu đường thì có thể nói rằng là nếu kết hợp được thì chúng ta phát huy được ưu điểm của từng phương pháp, hạn chế được các cái nhược điểm của từng phương pháp và dẫn đến tình trạng ổn định đường huyết ở mức an toàn và hạn chế được cái biến chứng. Nhưng trong quá trình sử dụng ý, về y học cổ truyền thì chúng ta cũng phải có một số những các cái lưu ý, tránh cái tình trạng tức là nghe đồn thổi chỗ này chỗ kia hoặc là mua trôi nổi thì nó cũng không an toàn và nó cũng không hiệu quả. Khi sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm mà được xuất xứ từ các cái công ty có tiếng trong ngành, góp một cái phần làm chậm cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, như vậy là dựa theo phân tích của bác sĩ thì việc kết hợp giữa Tây y và Đông y sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho những bệnh nhân bệnh tiểu đường. Và nếu như quý vị vẫn còn những băn khoăn thắc mắc liên quan tới căn bệnh này, quý vị có thể gọi điện về cho chúng tôi theo hai số hotline 0911 182 666 và 024 7305 6199. Chúng tôi sẽ dành 100 phần quà cho 100 quý vị khán giả đầu tiên gọi điện về cho chương trình. Còn bây giờ thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.